ngày 27 tháng 7, phường Bắc Sơn tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ. Dự gặp mặt có lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc phường, các thương bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến, thân nhân liệt sĩ, cựu thanh niên sung phong trên địa bàn. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, phường Bắc Sơn có 21 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh, 22 thương binh, bệnh binh và trên 55 người có công hưởng chế độ chính sách. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống anh hùng, ý chí kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc, uống nước nhớ nguồn. Trong những năm qua, Đảng bộ và chính quyền phường Bắc Sơn luôn quan tâm chăm lo tới các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công, ngoài thực hiện đầy đủ nghiêm túc kịp thời các chế độ chính sách của đảng nhà nước địa phương địa phương luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới gia đình người có công gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn người có công hiện đang sống cô độc phần đầu không để hộ người có công thuộc diện hộ nghèo cận nghèo ưu tiên giải quyết những nhu cầu cấp thiết đối với người có công bằng những việc làm cụ thể thiết thực như dạy nghề đào tạo việc làm hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh hàng năm phường chủ động hỗ trợ xây dựng những điển hình tiên tiến kinh doanh sản xuất giỏi là người có công tổ chức tôn tạo sửa chữa tu bổ nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đẩy mạnh phong trào xã hội hóa công tác người có công với cách mạng nhân dịp này đảng ủy ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc và đoàn thanh niên phường bắc sơn đã trao các phần quà tri ân người có công trên địa bàn